Bây giờ tôi yêu cầu cô ra khỏi nhà tôi. Dì, dì ơi. Nếu là người khác, người ta không bao giờ trả công cho kẻ ăn người ở mà trộm cắp như cô. Nhưng tôi là người nhân hậu. Tôi sẽ trả cho cô nửa tháng lương. Thôi, xếp quần áo, đi ngay cho tôi. Dì ơi, dì cho con ở lại thêm chút nữa nha dì. Con muốn chào bác Kiên và hai anh nữa. Nhất là bác Kiên, con không thể nào đi mà không chào. Bác sẽ giận con đó. Tôi nói không là không. Dì ơi, đi nhanh lên, đi nhanh cho tôi. Dì ơi dì, nhanh lên. Đi ra dì khỏi ơi. Nhà tôi. Đi ra khỏi nhà tôi. Dì đừng có ném đồ nữa. Con đi liền mà dì. Cô đi ngay cho tôi nghe chưa? Rõ chưa? Đang đọc sách, giờ này ai còn để ý nữa. Mệt ghê luôn rồi nha. Alo. Cần hả? Phòng hả? Căn phòng mà ông kiếm cho tôi á, ok lắm đó. Nhất là cái sân thượng. Ở đây á, ngồi nhậu mà ngắm thành phố là số vết luôn đó. Ừ, cái vụ này á, là tôi cùng ý kiến với ông mà. Ê nè, tôi đến nha. Mình làm con dịch quay với thùng bia là bả cháy luôn á. Thôi, để hôm khác tôi tiếp ông nha. Còn bây giờ tôi dành cho em rồi. Ừ, tôi nói ông nghe nè. Ông á nha, phải đến thăm em. Nếu không là có người khác điền vào chỗ trống liền, biết chưa? Ok, ba nha. Vậy ha. Nếu không phải vì mình ham đọc sách thì đâu ra nông nổi này, lại còn bị mang tiếng là ăn trộm nữa chứ. Phải ra đi như vậy mình không cam lòng, mà mình cũng chưa kịp chào tạm biệt anh Minh và mọi người nữa. Ở khu nhà giàu này muốn kiếm xe ôm hay nhà trọ cũng khó. Cho xe vô trước đi. Dạ. Mai hả con? Bác Kim, con đi đâu mà tài sách nách mang như vậy? Ở nhà có chuyện gì sao? Con mượn quyển sách của con trai bác, nhưng mà con không hỏi ý kiến của ai hết. Dì nghĩ là con ăn cắp cho nên dì đuổi con ra khỏi nhà. Bác ơi, con xin lỗi bác vì đã tự tiện lấy đồ của người khác, nhưng mà thật tình con không phải người xấu giống như dì nghĩ đâu. Chỉ là con thích đọc sách quá thôi à. Thôi được rồi, con vô nhà đi con. Nhưng mà lỡ gì trách bác thì sao? Má con đã gửi con cho bác, thì dù muốn dù không con cũng phải ở lại đây. Bác không còn cách nào khác cả. Dạ. Đi vô. Dạ. Thank you.
Ai cho cô bước chân vào nhà tôi hả? Đi ngay. Đi ngay. Đi ngay. Từ giờ, nếu cô còn bén mảng tới nhà của tôi thì đừng trách tôi độc ác. Tôi cho nó vô đó. Con mang đồ vô phòng đi. Dạ. Ông có biết con bé này đã làm gì trong căn nhà này không? Mà ông cho nó vô nhà. Nó là đứa ăn cắp ăn trộm, không thể chứa một đứa như vậy trong nhà mình được. Bà đã nói con vô phòng đi mà. Con xin phép. Ông làm vậy là có ý gì? Ông cố tình làm mất mặt tôi trước mặt con bé người làm, có đúng không? Tôi không coi thường bà, nhưng bà đừng đặt mình ngang hàng với hàng con cháu trong nhà, bà hiểu không? Nó không phải là con cháu của tôi. Sẽ có một ngày tôi khám phá ra được chân tướng của sự việc này thì ông đừng hòng sống yên ổn với tôi dù chỉ một ngày. Thôi đủ rồi đó. Tìm ra rõ chân tướng của sự việc này. Lúc đó tôi sẽ đuổi con bé ra khỏi nhà này để cho ông thấy. Wow. Hôm nay em đẹp lắm, rất hấp dẫn. Cảm ơn anh. Ủa, em đang chờ ai hả? Em đang chờ người bạn cùng đi sinh nhật. Tốt. Rất hợp với màu váy của em. Người đó chỉ là bạn của em. Bác chuyện gì vậy? Dạ, con cảm ơn bác đã can thiệp cho con được ở lại. Bác chỉ làm những gì cần thiết thôi. Dạ, con biết vì chuyện này mà bác và dì mâu thuẫn với nhau, cho nên con thấy áy náy lắm. Tính bà ấy từ xưa tới giờ vẫn vậy, hay ghen bỗng ghen gió làm khổ người khác. Thực sự con không muốn hai bác phải căng thẳng với nhau nữa. Con chỉ định ở lại đây một thời gian ngắn nữa thôi, rồi con xin phép bác con đi. Con đi đâu chứ? Dạ, trước mắt con sẽ ra ngoài tìm nhà trọ, rồi sau đó con sẽ tìm việc làm. Con nghĩ người ta sống được thì con sẽ sống được. Con dẹp ngay cái ý định đó đi. Con... Bác không có ý định giữ con ở lại đây suốt đời đâu. Con sẽ đi, nhưng không phải trong thời điểm này đâu, con hiểu chưa? Bác thầm hứa trong lòng
sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho con. Ngày xưa bác đã không làm được điều đó cho má con. Bác và má con... À thôi, con cũng không nên biết chuyện này nhiều quá làm gì. Thôi bác đi nghỉ đây nghe. Dạ. Có điều gì bác gái mà có khó khăn với con thì con nói cho bác biết nghe. Tuy nhiên cuộc sống có cái gì nhịn được thì cố nhịn con à. Thôi bác vô nghỉ nghe. Dạ. Sao vô lý vậy ta? Tại sao mình đã kiểm tra nhiều lần mà số liệu vẫn chênh lệch? Mà tại sao không ai phát hiện ra chuyện này? Có khi nào... Không đâu. Anh ấy không giống qua mặt ba đâu. Bây giờ ai có thể giúp mình đi ta? Chưa về sao? Anh không có đi cùng với mọi người sao? Tôi về bổ sung một số giấy tờ để nộp bổ sung cho gói thầu sáng ngày mai. Sao cậu không đi ăn chúc mừng anh hai cậu vậy? Em đang cố gắng làm cho xong đống hồ sơ cũ để nhận công việc mới. Hai người có vẻ không hợp nhau, đúng không? Trong công ty á, anh Quyền là phó tổng giám đốc, em chỉ là nhân viên mới thôi. Khi phó tổng giám đốc giao việc á, thì em phải làm theo thôi. Vậy ba cậu đứng về phía ai? Phía cậu hả? Vậy anh sẽ chọn ai? À, tôi là nhân viên của công ty Thạch Đỉnh. Chỉ cần anh không phải là nhân viên riêng của phó tổng giám đốc là được rồi, đúng không? Thôi tôi đi trước, cậu về sau nghe. Anh Minh. Em trốn ở đây đó hả? Sao hôm nay anh về trễ vậy? Anh chờ em hâm nóng đồ ăn cho anh ăn nha. Thôi được rồi, anh ăn ở ngoài được rồi. Nè, của em nè. Sao có mùi lạ vậy anh Minh? Là món đặc biệt của anh mà, em muốn thử đi. Ngon quá à. Nhưng mà cái này công thức pha chế như thế nào anh chỉ cho em đi. Đơn giản thôi.
Chỉ cần em pha hai gói trà Lipton, hai muỗng đường nhỏ, không chanh, và đặc biệt là một muỗng rượu trung của Hawaii. Đó là công thức của trà thư giãn. Còn trường hợp trà giảm stress á, thì em chỉ việc gấp đôi lượng rượu trung lên là được. Nhưng mà nó có tên gọi là gì? Trà thư giãn hay là trà giảm stress? Tên gọi thì nó có rất là nhiều tên, nhưng mà bây giờ nó có tên là trà happy. Vậy có nghĩa là uống cái này vô thì mình sẽ vui đúng không? Đúng rồi, em đang cười rồi kìa. Ngon thiệt á. Lần sau á, em sẽ học cách tự pha cho mình một ly. Mai nè, hồi nãy anh có vô phòng để tìm em đó, anh có thấy bức ảnh của hai má con em. Mẹ em đúng là một người phụ nữ đẹp em ha. Ừ. Má là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng của em đó. Em cũng đẹp mà. Anh nói thiệt. À, em chụp bức ảnh đó năm bao nhiêu tuổi vậy? Dạ, hồi đó chắc em khoảng 16 tuổi á. Bức ảnh cũng mờ quá rồi. Không biết là có cách gì để làm cho nó hết mờ không anh? Có chứ em. Để anh đưa ra tiệm phục hồi lại ảnh cho hai má con em nha. À mà quên nữa, anh ba của anh vẽ rất là đẹp đó. Hôm nào anh sẽ nhờ anh ba của anh vẽ tặng em một bức tranh nhé. Dạ, cảm ơn anh. Anh Minh tốt với em quá. Có gì đâu. Em có biết cái cảm giác của anh lần đầu tiên khi mà anh gặp em ở cổng không? Trước mặt anh, em hiện ra giống như là một nàng tiên xinh đẹp vậy đó. À, lúc nãy anh nhìn thấy em đang suy tư về chuyện gì đó, em có thể chia sẻ với anh được không? Em đang nghĩ về tương lai của mình. Cuộc sống ở đây em thấy ngột ngạt quá. Ra ngoài em sẽ cảm thấy mình được tự do hơn. Em đang nói gì vậy? Bộ em tính đi đâu hả? Dạ, chắc có lẽ cuối tháng em sẽ chuyển ra ngoài và kiếm việc gì đó để làm. Mai à, em nói sao? Tại sao em lại muốn ra ngoài? Em không thể làm người giúp việc mãi trong nhà của anh được. Em có tự trọng, có ước mơ và có hoài bão, cho nên em không muốn nó bị thui chột. Mai à, em đừng có đi mà. Mai, anh không muốn em ra đi đâu. Anh sẽ làm mọi cách để giữ em lại nơi này. Anh hứa đó. Thôi, em đi ngủ đi. Bây giờ cũng trễ rồi đó. Cái ghế khốn kiếp này liền. Sao để chắn ngang đường vậy? Anh Quyền, anh có sao không? Thank you.
một cô ô xin ngây thơ trong sáng, mang vẻ đẹp của một bông hoa đồng đội. Em đẹp hơn tất cả những cô gái mà anh đã quen biết. Ê ông Phong, tối hôm qua ông có đi chơi với người đẹp không? Lần sau không cần tới như vậy đâu. Có gì thì cứ nói thẳng với nhau, làm cho tôi mất công phải tìm cổ. Bạn bè với nhau làm lúng túng chi vậy? Cảm ơn. Dạ. Tối hôm qua tôi rủ ông nhậu ở sân thượng á, tại ông từ chối á. Theo tôi biết á nha, tối hôm qua có một cái buổi sinh nhật của một cô diễn viên nổi tiếng tại nhà hàng. Nói chung thì cũng chưa có cái gì cả. Nếu ông o bế lo cho cô ấy thì ok thôi. Mà nếu muốn đấu thì những cái thằng khác á, cái thực lực nhà nó thua nhà ông xa lắc à. Ông hiểu chứ? Hiểu ý tôi nói không? Ủa, ông là sao vậy? Thì biết vậy thôi chứ sao bây giờ. Ai cũng có quyền lựa chọn lối đi riêng của mình. Hoàng Lan và tôi đã có lựa chọn khác nhau, đành vậy thôi chứ sao. Ông á, ông đâu cần phải quyết liệt như vậy. Thiếu gì những người á đi làm kiếm tiền để đeo đuổi nuôi ước mơ hoài bão của mình. Ba tôi là người rất độc đoán, ông không bao giờ chấp nhận sự nửa vời, và tôi cũng vậy. Cha con tôi giống nhau điểm này. Ờ. Ông chờ tôi chút nha. Hả? Trời. Cô à. Có chuyện gì không anh? Xin lỗi, tôi làm người. Dạ. Sao buồn hiu vậy ông nội? Thấy giống một cô gái mà hôm trước tôi gặp ở bến xe đi Đồng Tháp. Đẹp không? Đẹp không? Sao mà ông sốt sắng quá vậy? Đẹp. Ồ, đẹp. Oh my god. Dân săn ảnh như ông á mà khen đẹp như vậy thì có lẽ là cái dân săn tinh như tôi á phải thêm một chữ rất đẹp mới đủ đô. Thấy cũng tiếc, lúc đó tôi không kịp hỏi địa chỉ của cổ. Kể cũng tiếc, gương mặt cô ấy mà lên ảnh bìa thì rất là đẹp. Tôi nha, tôi chịu thua ông rồi đó. Ở cái thành phố rộng lớn và đông đúc như vậy mà ông không xin được cái địa chỉ của cô ấy. Hơi giống như mò kim dưới đáy biển vậy. Tôi nói ông hiểu không Phong? Biết đâu hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ. Tôi nói thiệt với ông nha, cuộc đời này là tôi chỉ thấy có mỗi mình ông là mơ với mộng. Thôi tôi đi ha. Ok, để tôi trả tiền cà phê cho. Ok, tối nay ha. Nếu mình không lầm thì cổ kêu taxi đi đến cùng con đường nhà mình. Nè em. Dạ. Em là người mới giúp việc thay cho bà Tư hả? Dạ.
Cô là... Tôi là Hồng, người giúp việc ở nhà bên kia kìa, được 3 năm rồi. Dạ. Em tên gì, quê ở đâu? Dạ con tên Mai, quê ở Trà Vinh. Ờ, tôi ở Bến Tre. Nè, đẹp vậy mà sao đi làm giúp việc vậy? Dạ, đây cũng chỉ là công việc tạm thời thôi. Con cũng đang tính tìm một công việc khác á. Tôi có người quen mở quán cà phê, đang cần người đó em. Lương cao lắm, hay em tới đó làm, được tiền bo nữa. Con chỉ đi tìm công việc ở tiệm Mai hay ở tiệm thời trang thôi. Nếu mà cô biết ở nơi nào cần người á, thì cô chỉ cho con nha. Đẹp như vậy thì kiếm được thiếu gì việc. Còn trẻ phải bay nhảy, chứ chăm chăm chỗ chi cho phí đời. Dạ. Chị Hồng ơi, chị đâu rồi? Dạ, có. Thôi vậy tôi vào nha, không thôi tôi bị trừ tiền lương. Mấy người giàu keo lắm, đụng chút cái trừ tiền lương. Hôm qua tôi làm bể cái bình bông mà cũng bị trừ mất 200 ngàn. Chị làm gì á bển đó chị Hồng ơi? Dạ tôi về liền. Thôi tôi vô nhà nha. Dạ chào cô. Lúc nào rảnh em cứ bấm chuông gọi tôi ra nói chuyện nha. Dạ. Thôi tôi vô nha. Đang làm gì đây trời? Chuyện này mà kể cho thằng Cần chắc nó tưởng mình khùng quá. Mà mình khùng thiệt mà, đi tìm một cô gái mà mình không biết tên của cổ nữa. Vào đi. Tôi đã hoàn thành phân loại hồ sơ và tổng hợp theo yêu cầu của anh rồi. Đây chính là bản tổng hợp. Tuy nhiên, tôi thấy một số dữ liệu trong hợp đồng và thực tế không có đồng nhất với nhau. Ví dụ như là không đồng nhất về chủng loại vật tư đã ký với khách hàng rồi, chứ hóa đơn mua bán không đúng quy định. Cái đó tôi biết rồi. Cậu không cần phải tìm hiểu làm gì đâu. Tất cả cái công trình đó đã được bàn giao và quyết toán rồi. Thôi, tôi không muốn bàn cãi về sự việc này nữa. Ủa, anh không cần đọc hay sao? Đọc để làm gì, khi tôi đã thuộc lão hết rồi. Vậy anh bắt tôi làm mấy thứ này để làm gì? Cậu hiểu mà, sao bắt tôi phải giải thích. Đây, cậu đi giao công văn đòi nợ, kiểm tra đốc thúc gì này cho tôi. Vốn liếng lời lãi nằm trong đây hết đó. Vậy bộ phận chuyên trách đâu? Tại sao họ không làm mà bắt tôi làm việc này? Cậu tưởng cậu lại trong cái công ty này? Ở nhà cậu là thằng con trai yêu quý của ông già, còn ở đây chỉ là một thằng học việc kém cỏi mà thôi. Ngay cả những việc sơ đẳng cậu cũng phải làm. Cái mảnh bằng đại học của cậu á, chẳng khác nào một miếng giấy lộn. Tôi sẽ nói với ba, anh cố tình chèn ép tôi. Tùy cậu, cậu cứ lên kêu ca với ông già đi. May ra ông còn thương tình, cho cậu một chức vụ gì đó. Anh... Dạ em nghe. Cô gọi cậu Nam lên đi cho tôi. Dạ thưa anh Nam đi công tác chưa về ạ. Má, cái thằng này á, nó bám trụ hơn những gì mà má con mình tính trước rồi. Dạ, dạ đúng rồi. À, vậy hả? Vậy là bên chị đã có người rồi hả chị? Dạ, em cảm ơn chị. Chắc phải vài bữa nữa mới có thể hết số công việc nhắc nợ này.
Ui. Sao đây? Sao không nhớ ta? Có gì mà cũng quên nữa. Mình nghe này đã. Alo, Minh hả? Ừ. Sao rồi Minh? Ừ. À, cái vụ hôm bữa Đạt nói á. Ê, xin lỗi Đạt nha. Tại vì hôm nay lu bu quá cho nên quên mất tiêu rồi. À, nhưng mà ông anh tôi nói á, là Đạt cứ đem hồ sơ lên đi. Có gì tôi nói cho. Tôi biết mà. Tôi biết chỉ cần Minh lên tiếng là tôi có việc mà. Cảm ơn nha. Cảm ơn nhiều nha. Ừ, có gì đâu mà cảm ơn. Vậy nha. Ừ, bye 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 bye. Dạ. Yeah. Hay quá. Chắc ăn rồi, hy vọng rồi. À, báo Trâm Anh liền. Anh. Anh uống ít rượu thôi, không tốt cho sức khỏe đâu anh. Hồi sáng thằng Phong nó về nhà đó anh. Vậy hả? Nó mua cho anh khô cá sặc mà anh thích đó. Có cả mật ong rừng nữa. Em đã nói với nó, lần sau đừng có đem mấy cái thứ nặng mùi đó về nhà nữa. Bây giờ thiếu gì món cao lương mỹ vị. Mua mấy cái món đó làm gì cho mất công sách. Vậy ngày mai em biểu con bé Mai làm cho anh mấy dĩa gỏi khô sặc. Ừ. Dạ được. Để em nói với nó. Ngày mai tìm người giúp việc khác đi. Đừng bắt con bé Mai nó làm việc quá sức đó. Nó có làm gì đâu mà quá sức. Chỉ làm mấy việc nhỏ nhặt mà con gái đứa nào cũng phải làm. Anh nè, em thấy sức khỏe của anh đó, dạo này xuống lắm rồi đó. Anh hãy nghỉ ngơi, giao lại công ty cho con nó giúp anh đi. Anh cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng chưa đứa nào thực sự trưởng thành và đáng tin cậy để giao công ty cho tụi nó. Anh nói làm sao mà không có đứa nào? Thằng Quyền đó, em thấy thằng Quyền nó ngày càng giỏi giang. Thằng Quyền không được. Tại sao lại không được? Thằng Quyền là một đứa giỏi nhất, thông minh nhất, được việc nhất nữa kìa. Nó làm biết bao nhiêu việc cho công ty rồi. Công ty anh được vững mạnh như bây giờ là nhờ một phần công sức của nó. Bây giờ anh không giao cho nó thì giao cho ai? Em không hiểu con bằng anh đâu. Giao công ty cho nó là làm hại nó. Mà công ty sớm muộn gì cũng tan nát. Nó làm gì cũng chỉ nghĩ tới cái lợi trước mắt mà bất chấp thủ đoạn. Anh đã cảnh báo nó mấy lần rồi mà nó vẫn giấu anh làm. Anh lo cho nó lắm. Cái cách làm việc chất chồng hiềm khích đó của nó không bao giờ bền được đâu. Bây giờ tôi hiểu con người của anh rồi. Anh nói là anh lo cho nó, chẳng qua là nói dối. Anh thiên vị. Anh muốn giữ lại tất cả để anh giao lại cho thằng con quan của anh, là con của mụ thư ký đã chết của anh mà thôi. Phải. Tôi hận đến xương tủy kẻ đã cướp chồng tôi và thằng con trai của bà ta và cả anh nữa, là tính cướp gia sản của mẹ con tôi hay sao? Tôi đã làm gì mà anh đối xử với tôi như vậy hả? Em hồ đồ vừa thôi. Đừng có ghen tuông với quá khứ mà nói linh tinh. Không có ai cướp cái gì của mẹ con em cả. Thằng Quyền có công góp phần vào cơ nghiệp của gia đình thì không ai có thể phủ nhận được hết. Không đúng. Lúc nào anh cũng thiên vị thằng Minh hơn. Tôi
còn lạ gì anh nữa. Tôi đã nói rồi nghe, các con tôi đều thương như nhau. Cơ nghiệp này tôi tạo ra là để lại cho các con, đứa nào cũng có phần hết. Anh có dám hứa chắc với tôi không, các phần phải tương xứng với công sức chứ? Tôi hứa. Vậy thì anh phải để thằng Quyền kế nghiệp anh mới đúng. Bây giờ tôi còn khỏe, tôi vẫn còn điều hành công ty. Khi nào tôi chết hẳn hay, cô ra ngoài đi, để tôi suy nghĩ một chút. Đã pha theo công thức giảm stress đó, gấp đôi lượng rượu rum mà anh pha luôn. Anh uống thử xem coi coi có ngon không. Đến thử. Em pha ngon lắm. Cảm ơn em. Em ngồi xuống đi. Dạ. Hôm nay không tốt hả anh? Em thấy anh rất mệt mỏi. Anh cũng mệt mỏi, tại vì quá nhiều áp lực mà người ta cố tình tạo ra để đẩy anh đi. Anh tự hỏi là mình có sai không khi ở lại thay vì đi du học. Anh cảm thấy bế tắc quá. Anh thấy mình là kẻ thua cuộc ở ngay trên chính sân nhà của mình. Có lẽ là anh nên đi. Anh muốn buông hết. Anh mệt mỏi khi phải gồng người lên để đối phó với họ Mai à. Anh à, em không biết là anh phải đối phó với điều gì, nhưng mà em hiểu cảm giác của anh. Em rất tiếc là em không thể giúp được gì cho anh. Mai nè, anh... Mai, em xuống lau giùm anh cái phòng đi. Dạ em làm liền. Em ngồi xuống đi. Em không cần phải làm vào giờ này. Còn anh nữa, người làm cũng phải có giờ nghỉ của người ta. Anh muốn làm thì tự làm đi. Mai à, anh làm đồ nước, em không phiền thì xuống lau giúp giùm anh đi. Em không có thấy phiền đâu, để em xuống lau liền. Mai à, em làm được mà, việc này em quen rồi, với lại em làm chút xíu là xong. Sẽ là của tao. Anh ta không được, anh ta không được động vô cô ấy. Cô ấy là của tôi. Anh mà động vô cô ấy, tôi thề là tôi sẽ giết anh đó. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm rụt rỗi tơ tằm. Năm mới này ước vọng chờ mong, mây nhiều rồi ít ngóng trông. Vui cùng pháo nổ rượu hồng, ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần. Trên thôi uống cái đi rồi hát tiếp ha. Ai cho tôi tình yêu. Anh nghe nè. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang uống với Cần. Em chỉ muốn nói là em và họ chỉ là bạn thôi. Ừ. Anh không hỏi thêm em gì sao? Anh nghĩ mình hiểu rồi, không cần hỏi. Thôi được rồi, em cúp máy đây. Hôm nào em sẽ qua thăm anh.
ai cho tôi tình yêu của ngài thơ ngài mộng. Tôi xin dâng vòng tay mơ rộng. Đúng như mình nhận định, cái thế của ông Quyền ở công ty đang quá mạnh. Vào công ty giờ này là thất sách. Mình đang bị hất văng lóc lóc làm trò cười. Ở lại cũng khó, mà đi thì ba sẽ buồn mình. Còn sức khỏe của ba nữa. Cái gì đây giám đốc? Tại sao hôm nay cậu không đi làm? Hôm nay tôi bệnh. Cậu đừng có vô kỷ luật như vậy. Công việc đâu phải thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ đâu chứ. Hôm nay tôi bệnh tôi xin nghỉ. Tôi cúp máy đây. Ba, con trả thằng Minh cho ba đó. Con chịu hết nổi nó rồi. Thằng Minh nó làm sao? Hôm nay con không thấy nó đi làm. Con gọi điện cho nó, nó nói bữa nay nó thích nghỉ việc đi chơi, rồi nó cúp máy ngang luôn. Ba xem đó, nó vô kỷ luật như vậy thì con còn lãnh đạo ai nữa ba. Con nói thiệt với ba, thằng Minh nó còn trẻ con, còn ham chơi lắm. Nó lúc nào cũng nghĩ tới những việc to tát không à. Nhưng mà nó không biết rằng ngôi nhà phải được xây dựng từ móng. Nó chê những công việc con giao là nhàm chán, mà nó không hiểu đó là những câu then chốt của công ty mình. Thôi con trả thằng Minh lại cho ba đó. Con không thể nào dạy nó được nữa ba ơi. Thôi con đi đây, con không nói nữa, kẻo ba lại buồn. Cái thằng con này,